Thế còn bác hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp lúc đó còn trẻ lắm, mới có 34 tuổi, 35 tuổi mà là Bộ trưởng Quốc phòng rồi. Thế theo chú tình hình này thì Hà Nội giữ được bao lâu? Bảo thưa bác ít nhất là 1 tháng, nhiều nhất là 2 tháng. Bác bảo thế là đủ để rút về Việt Bắc.